Hello xin chào các bạn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai mẫu xe hot nhất hiện nay 2023 được nhiều bạn trẻ ưa thích nhất nhé đó là mẫu xe Jupiter Fin và dòng si thường bộ chế hoa khí màu xanh nha các bạn một bên là si thường bộ chế hoa khí màu xanh đen và một bên là dòng Jupiter Fin 2023 màu Xanh xám nha các bạn Thì mình sẽ so sánh hai mẫu xe cho các bạn tham khảo nha Thì trước tiên mình sẽ nói về mẫu dòng Seawood Bộ chế hòa khí Trước rồi mình sẽ so sánh giữa hai mẫu xe có gì khác biệt nhau nha Thì uh, Yamaha Seawood uh, Bộ chế hòa khí 2023 Được thay đổi là nhiều màu mới cho các bạn lựa chọn nha Bản màu xe Seawood 2023 uh, Được thay đổi ở dòng xe Yamaha Seawood được ra mắt vào năm 1999 phân bố uh, cảnh với nhiều dòng xe uh, tranh cạnh như là Cup, Dream, Way. Uh, Bây giờ và sự ra mắt của dòng Seawood là mẫu xe được uh, xe số tiết kiệm xăng nhất nha các bạn. Thì vào năm hơn 20 năm phát triển thì bảng màu của Seawood uh, bộ chế hòa khí đã có hơn 10 phiên bản, hàng chục màu sắc khác nhau nha các bạn. Thì các màu uh, các mẫu xe Seawood 2023 bộ chế hòa khí được phân ra làm hai dòng chính đó là CG bình xăng cơ và dòng CFI. Đó, Yamaha CG bình xăng cơ là mẫu xe đã có mặt lâu đời tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị động cơ 4 kỳ 110 cc với động cơ là ở SOHC cylinder là mát bằng không khí thì được thiết kế với công nghệ tiên tiến phù hợp với giao thông Việt Nam giúp uh, xe vận hành im ái và tiết kiệm nhiên liệu nghe các bạn. Thì Yamaha Cywish bình xăng cơ uh, 2023 chia thành 3 nhóm là dành đúc phanh đĩa và phanh cơ nghe các bạn. Màu xe Cywish 2023 dành đúc bánh mâm phiên bản 2023 xăng cơ bánh mâm chính hãng sẽ gồm 4 màu sắc là màu xanh, màu xám và màu đen nha các bạn. Xanh xám uh, xanh ánh xám ánh xanh bạc đen uh, và vàng uh, xám vàng đen bạc đen nha các bạn thì mình sẽ nói đôi nét về dòng Jupiter Fin cho các bạn tham khảo nha thì Jupiter Fin lần đầu tiên tại Việt Nam động cơ là 115 cc được trang bị phanh kết hợp là UBS nha các bạn thì ngày 17 tháng 7 năm 2022 thì Yamaha Việt Nam đã ra mắt mẫu xe phổ thông đó là dòng Jupiter Fin được lắp ráp trong nước nha các bạn đây là sản phẩm xe phổ thông thứ ba của Yamaha tại Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường trong nước nha các bạn Trước đó thì mẫu xe này đã bán bên Thái Lan từ hàng năm 2017 nghe các bạn. Thì dù gắn với tên gọi là Jupiter nhưng sản phẩm mới không có mối liên hệ nào với chiếc Jupiter chính hãng đã bán tại thị trường Việt Nam. Thì ngoại hình Jupiter Finn trung tính, hợp cho cả nam lẫn nữ nghe các bạn, giống các à... Còn so với uh, Seawood thì Jupiter là mẫu xe sở hữu ngoại hình góc cạnh, chủ yếu uh, hướng đến đối tượng là nam giới thì Vui như một thứ gia vị ngôn ngữ được thiết kế đối lập nghe các bạn Yamaha Vui bán ra với hai phiên bản phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp giống nhau về thiết kế chỉ khác nhau ở màu sơn của yên nghe các bạn bản tiêu chuẩn thì yên màu đen còn bản cao cấp lại yên màu nâu nha ở dòng C si thường các bạn thấy không một cái mẫu đèn pha được tích hợp bằng cả xi nhan trước lên một cái mẫu đèn pha gom lại chung một cái mẫu cái pha đèn luôn các bạn cho cái cảm giác ở dòng xi thường tối giản nó nó gọn gàng nha các bạn thì ở dòng đèn pha của xi bộ chế hòa khí là sử dụng bóng halogen quyền thoại nha ở dòng Jupiter Fin thì được thiết kế lại cái một cái pha đèn thon gọn thì vẫn sử dụng là bóng halogen thì ở mẫu hai mẫu xe này đều sử dụng bóng halogen hết nha các bạn, không có sử dụng mà bóng đèn led như tất cả các xe khác nha như Accenter rồi nghe các bạn. thì đèn halogen luôn sáng ở dòng Jupiter luôn sáng khi mình hoạt động, à, yếm xe tạo hình chữ V kèm theo với hai cái xe nhan tích hợp nha các bạn. đó một dòng Jupiter fin mới mới lạ cho các bạn à, một cái mẫu xe hoàn toàn mới cho các bạn lựa chọn nha. thì ở mẫu à, đèn hậu sau thì cũng vẫn sử dụng là bóng halogen như một cái được mà thay đổi một cái mới đó là cái đít đèn là không có bầu nhọn như các dòng thế hệ trước là bầu nhọn còn ở dòng Fin này là một cái đít đèn hoàn toàn mới được thiết kế bầu nghe không? các bạn chỉ nha cái dãy đèn lớn để cho khi mình muốn xin kẻ trái và phải thì nó dễ quan sát hơn nha ở dòng Seawood thì mẫu đèn mẫu đèn sau thì là huyền thoại các bạn dẫn sử dụng là mẫu đèn cũ nha Dẫn sử dụng là bóng halogen được tích hợp hai xi nhanh trong luôn với chế độ C-top khi mình thắng gấp cái gì thì nó sẽ cháy cái đèn sao lên để người ta biết được mình phanh nha các bạn thì ở mặt đồng hồ của dòng C si thường của mình thì dẫn sử dụng là đồng hồ thường nha các bạn là hiển thị là như là km nè là Mo nhan à, uh, mo 1234 với uh, là bảo xăng với uh, đèn có pha thì bên uh, tay trái của mình là công tắc này thì công tắc được tích hợp rồi nghe các bạn nguyên khối luôn có pha xi nhan và còi ở dòng uh, bộ chế hoa ký thì có một cái le nữa nha các bạn cho mình để khó khởi động thì mình kéo le lên còn bên tay phải mình là công tắc uh, khởi động và nút uh, tắt mở đèn nha các bạn thì ở dòng Jupiter phim thì mặt đồng hồ được thiết kế là mặt đồng hồ 3D với cái Lululo à, đồng hồ à, độ à, tốc độ là analog hiển thị các thông số như là tốc độ quãng đường, à, mức tiêu hao à, nhiên liệu à, nha các bạn. À, nhiều và nhiều chức năng khác như là báo điện tử, ắc quy vân vân. Thì ở dòng Vuitton thì bên trái có pha gì xin nhanh với một cái nút còi còn bên phải là không chỉ có nút khởi động không có nút tắt đèn nha các bạn khi mình bật phá lên mình sử dụng xe thì đèn luôn sáng nha nhưng khi mình tắt phá thì đèn nó mới tắt được nha ở mức uh, dòng tiêu hao nhiên liệu của dòng Vuitton là 1.64 thì ở dòng xe thường của mình là 2.08 ở dòng xe thường mình là bộ chế hòa khí nên nó hơi uh, nhỉnh xăng hơn một tí nó nhiều xăng hơn một tí so với Jupiter FI là phun xăng điện tử nghe các bạn thì ở dòng xe si thường mình thì thông số lớp thì vẫn sử dụng như các thế hệ trước là sử dụng heo dầu một ít tông để uh, với uh, mâm mâm thì vẫn sử dụng thông số giống các tất cả các hệ trước thì ở dòng Jupiter fin với si uh, thường mình thì uh, hệ thống phanh mâm trước thì nó không có thay đổi gì mâm sau vẫn sử dụng giống nhau nghe các bạn như là thông số lớp nè mâm nè bố thắng thì vẫn sử dụng y nhau nhé hai dòng đều ở dòng si thường mình thì sử dụng giảm chắn sao là uh, lò xo uh, cho cái sự mà giảm chắn, nó êm ái nghe qua ở bên Jupiter thì cũng vẫn sử dụng giống nhau thì hai cái dòng này nói chung thì phục sau thì cũng sử dụng phục lò xo giống nhau hết nha uh, các bạn thì mình nhìn uh, ở mấy dòng Jupiter phim mình nhìn uh, mẫu phục thì giống giống cái dòng ship y các bạn chắc uh, À, giống uh, cái phuộc sau của dòng CB, còn phuộc của dòng Jupiter FI thì gì? sử dụng là phuộc uh, có uh, bình dầu nghe các bạn. Thì động cơ của dòng C thường mình là 110 uh, cc nghe các bạn. Còn uh, càng số là thì trước sau thì ở dòng Jupiter là phần uh, động cơ là 115 cc, vẫn uh, một sử dụng là số uh, đập tới và mình trả số sau nghe các bạn. Số tròn hai dòng xe vẫn sử dụng bốn số tròn thì ở dòng bộ uh, si thường bộ chế hợp ký là bình xăng con còn gọi bộ chế hợp ký còn gọi là bình xăng con nghe các bạn đây bình xăng con của dòng si thường mình đó chứ ở dòng si thường mình có làm những cái tải nhiệt ở trên phần đầu bò ở dòng Jupiter FI thì nó khác hoàn toàn là dùng phun xăng điện tử nghe các bạn với phần động cơ nắp đầu bò thì cũng được uh, thiết kế uh, khác là nguyên một cái mẫu nắp đầu nghe các bạn ở phần trước của dòng Jupiter là có xi nhan tích hợp với cái đèn sương mù chạy dài liền hai bên yếm. À, còn xi si thường mình thì được tối giản là không có. Ở dòng xi si thường mình mình thích nhất là vậy đó các bạn, được thiết kế một cách thon gọn nhất để cho các bạn à, thích ở mẫu dòng xe này thì ở dòng Jupiter mình thì được trang bị phanh ABS, ở dòng xi si thường thì không có. Ở dòng xi si thường mình thì cứ sử dụng phanh trước phanh trước phanh sau phanh sau. Còn dòng Jupiter Fin khi mình đạp phanh sau á thì nó thắng luôn phần trước nha các bạn Được một đường một tích hợp Một cái uh, công nghệ mới hoàn toàn Cho giúp các bạn đôi khi mình thắng gấp Nó không có bị quăng bánh Còn gọi là khi mình thắng gấp Nó nó lạng cái đít ở xe ở sau các bạn Các bạn thấy không Khi mình đạp thắng uh, chăng ở dưới Thì ở trên nó có một cái cộng dây cáp Nó kéo cái thắng đĩa trên uh, Nó tạo nên cái lực thắng Hai cái thắng thắng lại nghe các bạn Còn suy thường mình thắng trước Là thắng đĩa riêng Còn thắng sau là thắng đùm riêng hai cái hoàn toàn ghi cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình nhớ đăng ký và like cho mình để xem clip tiếp theo nha cảm ơn các bạn các